đã có một câu hộp báo đông đủ thế này. Hy vọng là quý nhà báo sẽ gửi những thông điệp tích cực bằng tình yêu thương. Đây là một bộ phim sẽ được ra mắt vào dịp 2 tháng 9 và cũng là thời điểm chúng ta đón Tết đoàn viên. Rất là nhiều người hỏi Vinh tại sao phải là muối. Thưa quý vị, với tôi, muối không chỉ là gia vị mà còn là phong vị của cuộc đời. Có nhiều lúc chúng ta hay nói sao cuộc đời tôi còn mặn còn hơn muối nữa vậy. Ở trong mồ hôi, trong nước mắt và trong máu của chúng ta cũng có vị mặn của muối. Và quý vị có tin được rằng muối có vị ngọt không ạ? Nếu quý vị muốn biết vị ngọt của muối thế nào, chúng ta cùng ra rạp sau phim Hai Muối nhé. Còn bây giờ, để muốn xem vị mặn của muối thế nào, chúng ta cùng chào đón ông Hai Muối, Quyền Linh. Quyền Linh trân trọng kính chào quý khán giả, chào tất cả các cơ quan báo chí cùng tất cả các bạn đồng nghiệp và chào nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Đã một thời gian trôi qua, lên rất là nhiều cảm xúc được nung nấu trong máu huyết của mình, đó là trở lại điện ảnh. Quá nhiều dự án điện ảnh, nhưng có lẽ Quyền Linh cũng quá bận với công việc nên không có được tham gia. Và đúng là duyên đến với Quyền Nông Khang, với đạo diễn Vũ Thành Vinh, cũng là một người bạn học chung lớp đạo diễn điện ảnh với Quyền Linh. Và đó là đúng giai đoạn Quyền Linh trở lại. Với lại vai Hai Muối này cũng là cha của một cô con gái, nó cũng giống giống như Quyền Linh vậy. Và đó là cái duyên trở lại điện ảnh. Và ngày hôm nay thì có lẽ sau hơn 20 năm, Quyền Linh xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu ra mắt một bộ phim, một dự án điện ảnh, đó là Hai Muối. Linh không biết nôn nao thế nào đó mà gần như đêm qua không ngủ được. Từ lúc đóng xong phim đến bây giờ Linh cũng chưa biết mặt mũi Hai Muối thế nào, bởi vì đạo diễn Vũ Thành Vinh gần như giấu Linh hết, không cho Linh biết gì hết. Ngay cái hình Linh nhìn thế này, Linh cũng rất là cảm động với nó. Và khi bước vào sân khấu, Linh rất là cảm động trước tất cả mọi người đang ngồi chờ xem dự án ra mắt thế nào. Cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh, cảm ơn tất cả mọi người đã cho Linh có mặt trong một dự án Hai Muối. Vâng, và một lần nữa chúng ta có thể dùng một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho cặp đôi phim Hai Muối, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh và diễn viên chính nghệ sĩ Quyền Linh. Xin cảm ơn anh Vinh và Linh rất nhiều, và ngày nay anh sẽ cùng đến với vị trí ghế ngồi của mình để tiếp tục trở lên ảnh. Thì nó cũng không phải là lo lắm, nhưng vấn đề chỗ là vậy nè, không biết mình theo kịp cái thời đại bây giờ hay không, không biết rằng mình có làm vừa lòng đạo diễn Vũ Thành Vinh hay không, và không biết rằng khán giả có cần mình cái gì nữa không. Thật ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nỗi lo. Linh cứ tận tâm điều rằng là thôi, có sao nói vậy người ơi, làm được gì mình cứ làm hết tâm huyết của mình, rồi bi nhiêu bi, được nhiêu hay nhiêu. Nhưng Linh nghĩ rằng là với sự nỗ lực của cả ekip hỗ trợ Quyền Linh, Linh tin rằng là mình cũng một phần nào đó đáp ứng được cái giá trị của dự án, cũng như là một cái bộ phim ra đời nhằm một cái thông điệp là cả đời vì cha. Linh tin là như vậy. Xin được cảm ơn anh Quyền Linh. Vinh và Linh có, anh Linh có chia sẻ thì Vinh tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh năm 1999. Đó là cái đầu khởi là Vinh là cái gốc của điện ảnh. Đương nhiên là cuộc đời xô đẩy, phải trải qua nhiều biến cố, rồi cả mồ hôi và nước mắt 25 năm đó, nhiều lúc còn mạnh hơn muối. Và những đúc kết về cuộc đời, về cách nhìn, và một trong những cái điều mà Hồng hỏi với rất là tâm đắc, có nghĩa là với Vinh, điện ảnh nó một thánh đường, là một giấc mơ rất lớn, để chạm đến nó không chỉ thích là đủ. Thực sự là như vậy. Nó phải rất nhiều kinh nghiệm sống, ngoài chuyên môn là đương nhiên phải có rồi. Phải có góc nhìn về cuộc đời và phải đau đớn với nó. Vinh nghĩ đây là một cái sứ mệnh của Vinh, chứ thật ra với những gì Vinh đang làm
thì không nhất thiết Vinh phải rẽ qua một cái hướng điện ảnh để mà Vinh có thể là gọi là phát triển cái sự nghiệp của mình nữa. Tại Vinh đã chuyển qua làm một nhà sản xuất rồi. Nhưng thật sự mà Vinh nói đây là một cái điều đau đáu Vinh muốn làm với điện ảnh. Và chỉ có điện ảnh mới làm được điều đó thôi. Mà tác phẩm này Vinh nghĩ Vinh cho ước mơ nhiều hơn. Đó là cái thông điệp của nó được truyền đi xa hơn về cái tính nhân văn. Và điều thứ hai, thực sự là so sánh hay là nói có gì mới không, Vinh dám chắc là có rất nhiều điều mới. Đầu tiên muối là mới rồi đó. Và một người cha để vượt ra một cái đảo để mà mang lẫn giá trị cho con của mình, đó là một thông điệp mới. Điều mới nữa là anh Quỳnh Linh 20 mấy năm mới quay trở lại, diễn viên Bảo Ngọc mới toanh. Và rất nhiều điều mới đó. Và thực sự mà nói về gia đình, về cha, về mẹ là một đề tài muôn thuở. Anh tiếp cận và anh triển khai và anh nhìn nó thế nào thôi. Và Vinh tin rằng Vinh có một cách nhìn để mà tất cả mọi người xem phim này sẽ thương yêu cha của mình hơn. Và đặc biệt có một điều Vinh nói, Vinh dành cả tuổi trẻ và thanh xuân cho phim này, cho các bạn trẻ. Bởi vì trong phim đó là một phần cuộc đời của Vinh. Vinh cũng đã từng là một đứa trẻ, một người con từ quê lên đây để đi học đại học. Và cha của Vinh đã bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tiếc là cha của Vinh không còn. Nhưng Vinh có một lời hứa sẽ làm một bộ phim về cha của mình. Và Vinh nghĩ là các bạn trẻ sau khi xem cái bộ phim này sẽ yêu mến cha của mình nhiều hơn. Xin hết. Yeah.